những chiếc sáo đẹp độc lạ tại câu lạc bộ kiểu sáo của quán siêu phẩm mini. Sáo to nhất khó, bé nhất khó. Quả này đẳng cấp nhỉ. Này, cho em mượn quả sáo em quay tí rồi. Đẹp phết. Quả này đây đây 10 anh. 12. Khéo nhờ. Em gửi ạ. Đây đúng hai cái chày ghép rồi chứ sáo. Lại có miệng luôn. Đây còn mặt gì cơ? Quay gần tí. Con này mặt gì đây? Hơi ngược sáng hơi có nhỉ. Đây này là đội dân vũ. Sáo quá đẹp. Những bộ sáo rất là độc lạ. Đây sang đây xem cả quả bầu này nữa em ơi. Đây này còn quả bầu nữa anh em ạ. Chơi hẳn cả sáo bầu luôn. Có miệng anh em nhá, có miệng luôn. Ghê nhỉ, chứ cả quả sáo bầu. Đây là của câu lạc bộ Hải Phòng. Đây, sáo. Khủng nhỉ. Quả này phải cỡ đi 200 nhỉ. Đây mà tìm chân đã. Bây giờ lắp thì giữ thằng nữa à. Bây giờ xem chỗ nào đấy. Đúng là các nghệ nhân nó quá đỉnh. Kia còn mấy quả ấy, quả mẹ như chày kìa. Nhưng mà bọn nó chưa báo chính quyền chậm quá, nhưng bọn công an thị trấn nó không cho làm. Thế nó bắt đầu nó chuyển biến lên đây. Sang đây. Em vừa sang tí. Anh vừa sang đây. Sang xem anh. Bảo anh nhất năng sao lên đây. Ê quả không. Quả này là đậu. Đậu. Ai dạ. Bông này mới nè. Chuông. Sợ nhỉ. Hai con còn kìa. Nhiều. Ui dạ. Chạm khắc nhìn đẹp nhỉ. Nhưng mà cũng nhìn cũng đẹp, kiểu như nó cứ thành lớp. Quay khả năng ấy thôi, dễ làm thôi. Thành lớp này xá to thành lớp dễ làm hơn nhiều. Vanh mát được, lộng mát rồi sau đó úp mặt trên dần dần vào. Thế được, nhìn nó đẹp. Ra cái quay clip TikTok. Ở đây đây. Đây là quả sáo to nhất của câu lạc bộ Điều Sáo Hiệp Hòa. Chụp cái nào đúng rồi anh chụp cho. Cái này ta chụp luôn đúng không ạ? Chụp làm kỷ niệm nha bố gì. Đây là một khu trưng bày diều nữa, rất là đẹp. Nải vải sơn ta đẹp nhỉ. Nhìn nhận làm được bộ sáo này mẹ kỳ công nhỉ. Con này đâm dây bé anh.